thuộc thống nhất qua khác thơm thế nếu thấy ngon tôi biếu luôn đấy nhà tôi vẫn còn vâng cảm ơn bác Ủa. làm bi thôi anh em có ai hút không thuốc vừa thơm vừa đượm khói ừ. Vừa rồi các ông bảo đói Đói nên mới làm bể hoài Nghe cũng có lý đấy Đói đi chơi cũng mệt Nói gì đi làm Nhưng nếu muốn không đói Thì phải làm năng nổ lên Chứ làm ăn theo kiểu này Đói cơm kêu Có thực mới vực được đạo ông ạ à. Nhưng muốn thực cũng chẳng có cái gì mà thực Thóc công điểm của hợp tác xã Chia không đủ nấu cháo Tôi hỏi ông Bụng ông lép kẹp Có đi cày được không bụng đói Không đi bừa được thì rõ rồi Nhưng cuộc sống của các hợp tác xã đâu đến nỗi nào Các ông chỉ vin vào công điểm là chia ít thóc Để che đậy cái thói lười biếng của mình thôi Nếu làm ăn kiểu này Thì đói vờ thành nói thật là cái chắc Các ông ăn trắng mặc trơn Chẳng có việc gì vác súng đi săn Các ông biết gì việc hợp tác xã mà bảo no mới đói <laughs> Có thể như thế thật nhưng đói hay no Đã làm người nông dân Phải gắn bó với ruộng đồng Phải làm việc đúng với lương tâm của mình đã Làm giả ăn thật như thế này Thì phải biết ngượng chứ Lúc nãy tôi để ý chú đi bừa cứ như người ngủ gật đấy Có phải chú cũng đói cho nên bước đi không nổi không Ông là ai mà hãy sách tôi thế Có giỏi ông xuống mà bừa đi <laughs> Chú thấy tôi ăn mặc như thế này Tưởng tôi không biết bừa Cho nên thách có phải không Tôi không thách đấy <laughs> Này, đừng có thách nhá. Tôi đi làm tá điền cho địa chủ từ lúc rái còn bằng hạt xoan đấy. để tôi bừa cho công xem. Ai à, chả. Bừa đi. Để cứ để xem. Ừ. Xén một đường là biết ngay. Mà. Đấy. Chắc là cũng bừa được ừ. đấy ừ. thôi. Ừ. Tôi bảo là được mà. Ừ. Đấy, cũng già chán, <laughs> già phết đấy chứ nhỉ. Cách cầm Ây da, dạ. con chồng mũ nổi tiếng khó đúng. tính Thế mà hôm nay ngoan đáo để Không dám chống lại lệnh của ông ấy Có đúng không nào Ông ấy là ai thế hả chú Thế các bác không biết à Ai thế bí thư tỉnh ủy đấy. Ôi, tôi, chết, tôi chết. Chà, chà, nói, chà, không nói lúc đấy đến. Sao chú này giới thiệu để chúng tôi biết. <laughs> biết để không ăn nói bố láo chứ gì. <laughs> Thôi, giờ lát nữa hả? xin lỗi ông một câu. Ông là người không để bụng đâu. Mày chả nhớ mồm. Ồ, họ, Bác cắm cái bừa xuống rồi cầm cái chạc lên cho tôi. À, xin bác thế nào, bừa được chứ? Có thách nữa không? <laughs> bác uh, Bừa giỏi quá. Chúng, ấm. chúng em không biết bác là bí thư tỉnh ủy. Có gì chúng em hỗn láo, mong bác thông cảm cho chúng em. <laughs> không dám hỗn láo với bí thư tỉnh ủy. Còn người khác thì tha hồ láo tuét chứ gì? <laughs> dạ, chúng em quen tiếu táo, chứ chẳng dám hỗn láo với ai đâu ạ. À cây ruộng này bừa được mấy lượt rồi nhỉ à, báo cáo bác à, chúng tôi cũng uh, bừa được hai lượt đơn hai lượt kép rồi thế đội trưởng sản xuất giao cho các ông bừa mấy lượt đội trưởng bảo bừa hai đơn ba kép ạ. nghĩa là còn một lượt kép nữa thôi phải không à. À. các ông đi bừa mấy năm rồi à, cũng, lâu, cũng lâu lắm, lắm rồi đấy, bác ạ à. cây bừa lâu lắm rồi mà làm ăn như thế này đấy cô còn biết xấu hổ là gì nữa không bừa một đường bỏ mấy đường Cốt sao chỉ nhiều công điểm là được đúng không? Không ạ, à, chúng em bừa đúng quy cách từ xưa đến nay đấy ạ. À. Đúng quy cách, mà sau hai lượt bừa đơn, hai lượt bừa kép, mà đất vẫn còn lồn nhồn, những cục là cục như thế này ạ. À. Các anh có còn là nông dân nữa không? Thế mà còn mở mồm kêu quang quác là công điểm ít nên đói giã họng ra. Tôi mà làm chủ nhiệm hợp tác xã, không những không cho mà lạng thóc nào, mà còn phạt cho sặc máu, cái lối làm ăn gian dối này mới thôi. thưa đồng chí bí thư anh em chúng tôi không biết đồng chí xuống xã nên không đón tiếp được mà đồng chí tha lỗi chào đồng chào chí đồng bí thư ạ à. tôi không cần các anh đón tiếp thưa gửi gì cả cứ đứng đấy chờ tôi rửa chân tay xong ra làm việc với các anh đi với tôi đến chỗ các cô đang cấy kia kìa, rồi tôi sẽ nói chuyện với các anh. lần này thì mấy cái lão bộ trợ hợp tác uh, no đòn nhá. <laughs> đúng đấy. <laughs> Lại đây, các cậu nhận xét xem cấy như thế này đúng kỹ thuật chưa? Báo cáo bí thư, chúng tôi đã hướng dẫn kỹ thuật cho xã viên rồi, nhưng họ cứ cấy ẩu thôi ạ. À? Có đúng do họ cấy ẩu không? Dạ, dạ thưa bí thư, dạ... Tôi đã nhảy xuống ruộng, xem cái đám thợ bừa ở đầu đoàn kia kìa. Họ đã bừa được hai lượt đơn, hai lượt kép. Thế mà nước đi đằng nước, đất đi đằng đất. Mặt ruộng, lốn nhồn chẳng khác gì đường giải đá cả. Cụ tổ... Thợ cấy mà có đội mồ sống dậy Cũng không cấy thẳng hàng được Chứ đừng nói đám con gái kia Dạ thưa Bí Thư Trước khi giao việc Chúng tôi đã nói cụ thể chất lượng công việc phải đạt rồi chứ ạ Nói xong là kéo nhau đi uống rượu chứ gì Mà tôi hỏi thật nhé Rượu đâu mà cái anh nốc lắm thế Để tiết kiệm lương thực Nhà nước đã ra lệnh cấm nấu rượu Thế cái anh lấy rượu đâu ra mà uống hàng ngày Tự nấu hãy bao che cho những người nấu rượu lậu để họ cống nạp cho các anh hả dạ báo cáo bí thư không có chuyện đó đâu ạ chúng tôi có khuyết điểm là giao công việc xong là lao đầu vào giải quyết sự vụ của hợp tác xã nên thiếu kiểm tra đôn đốc ạ các anh là đảng viên bà con tín nhiệm bầu các anh lên để xây dựng hợp tác xã đưa lại no ấm cho bà con nỡ nào các anh lại phản bội lòng tin của họ chứ làm ăn kiểu này Đến phân cũng không có mà bỏ vào mồm Chứ đừng nói gì thóc gạo Ôi, Nghỉ rồi các cậu ơi Nghỉ rồi Nghỉ tay tôi chúng mày ơi Nào đưa tay đây nào Nào ai Phá nào này, 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 Nào Em cảm ơn Đây Nào Đưa tay đây Bác ơi Lát nữa xong việc bác ghé qua nhà cháu chơi nhá. Bố cháu mà gặp bác chắc là vui lắm đấy ạ. Cho bác ăn lươn om chuối thì bác vào. Bác muốn ăn thì phải nói trước để bố cháu đi bắt chứ đồ xuất thế này lấy đâu ra có ạ. À? Bác đùa thôi. Về nói với bố lát nữa bác sẽ vào nhé. Bác nhớ đi nhá. Đừng để bố cháu đợi lâu đấy ạ. Thôi cháu về đi à. ạ. Dạ vâng, cháu là chú ạ. Mai nhớ kể lại. Thôi nói đi hẹn hò thì tối sớm chắc là Các anh định làm gì với đám lúa cấy siêu vẹo này? Dạ báo cáo bí thư, chúng tôi nhận khuyết điểm và hứa sẽ khắc phục ạ. Tôi đã nghe lời hứa xu nhiều quá rồi. Tôi muốn các anh trả lời thật cụ thể xem cách khắc phục như thế nào. Các anh đều là những nhà lãnh đạo nông nghiệp tài ba. Các anh thừa biết cấy như thế này không thể dùng cao cỏ cải tiến 64A để làm cỏ được, đúng không? Vậy thì chỉ còn cách nhổ mạ lên cấy cho thằng Hàng hả? Báo cáo không thể làm như vậy được đâu ạ Hiện tại hợp tác xã chúng em đã cấy hơn một nửa diện tích rồi Nếu như nhổ lên sẽ muộn mất ạ Hơn nửa số mạ gieo đã đâu vào đó rồi Có những ruộng lúa đã bén dễ Nếu nhổ lên thì chỉ có vứt Gieo mạ lại thì sợ nhỡ mất thời vụ ạ. Các anh đã thấy sai một ly đi một dặm chưa? Không kiểm tra đôn đốc Không bám sát đồng ruộng lại đổ tội cho xã viên làm ẩu bây giờ để các anh quen lại với việc đồng áng do lâu nay bận uống rượu tôi giao cho cả ban quản trị và đội trưởng sản xuất làm thế nào để lúa trong cái đám ruộng này thẳng hàng thì làm hoặc nhổ lên bừa cho kỹ rồi cấy lại hoặc nhặt hết cục lột nhổn đi nắn cho cây lúa thẳng hàng tuy ban quản trị hợp tác phải tự làm lấy không được giao cho xã viên nếu không làm được thì về làm bàn kiểm điểm hãy đọc trước xã viên để cho họ định đoạt họ để các anh ở lại ban quản trị thì ở họ đuối thì các anh lo mà cuốn xéo đi để họ bầu người khác Em mang điếu xuống đây rồi Tôi chết Cho mấy tay thợ cầy gói thuốc thống nhất Quên không véo lại mấy điếu mà hút ừ. Thế này phải nhịn từ giờ đến chiều mà thôi Lát nữa trên đường về qua thị trấn Kế cửa hàng bách hóa xem họ có bán thuốc lào không em mua cho Ôi giời, qua cửa hàng bách hóa thị trấn để mua thuốc thả nhịn về nhà hút cho xong ha? <laughs> à anh ăn cơm nhé thôi hai cậu ăn cơm đi tớ đang hỏng lắm nuốt không nổi <laughs> anh vẫn còn bực chuyện vừa nãy à ừ. con mà phật mới không bực ngày xưa ấy đi cày thuê cho địa chủ không bao giờ Đám tá điền dám cày dối lên một đường Không phải họ sợ roi vọt Mà là lương tâm của nông dân với đồng ruộng Làm dối là có tội với đất Thế mà ngày hôm nay Đi làm cho chính cuộc sống của họ được no ấm hơn Thì họ lại làm ăn như mèo mở Tức không thể chịu được <laughs> Nhưng anh đã chừng trị họ đến nơi đến trốn rồi còn gì <laughs> Thì bực mình quá Nên mình có nói hơi quá Đi khỏi thế nào nó cũng chửi mình cho mà xem <laughs> lúc anh đang bừa dưới ruộng mấy ông xã viên hỏi em anh là ai em bảo anh là bí thư tỉnh ủy mấy ông sợ mà tái xanh tay xám <laughs> trông buồn cười lắm mà sao anh bỏ nghề nông bao nhiêu năm thế mà anh bừa vẫn như là lão nông chi điền đấy ạ à?